Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Mai rất vui là quay lại với cái bếp thân yêu của mình để chuẩn bị cho bữa tiệc 18 người. Lần trước ấy thì bữa tiệc sinh nhật 60 tuổi của ông ấy là Mai làm món gà nấu kem. Lần này đó thì Mai sẽ đổi làm món gà rốt chi. Thì chút nữa đó Mai làm gà rô chi như nào đó thì Mai sẽ chia sẻ lại cho cô chú anh chị và các bạn xem cách làm món gà rô chi ở Pháp như nào. Nói nôm la ra giống như kiểu là món gà quay ấy, rất là đơn giản đó. Thì ngày xưa Mai sang thì Mai thích ướp món gà theo hành tỏi xả để mình ướp á, nhưng mà bây giờ đó thì Mai không có ướp theo Việt Nam nữa, mà khi mình làm cho khách Tây thì Mai sẽ nấu theo hương vị của Pháp. Mà Mai thấy gà quay mà ướp theo kiểu của Pháp ấy, thì cực kỳ đơn giản, ai có thể làm được. Đó, nghỉ từ cuối tháng 12 đến giờ hôm nay đã gần 3 tháng rồi mới được quay lại cái bếp thân yêu. Mai rất là vui. Vani Gadin. Mais il y en a largement assez, tu veux deux? Non, parce que je viens de prendre le mot Gadin. Ah, oh, tu fais ta manie alors. Parce que avant je ne connais pas, j'entends le mot Rada. Oui. Et je viens compris, je pensais c'est le Rada qui fait de la vitesse. Et quand je parle les mêmes mots sur YouTube, et tout le monde qui dit non, c'est pas radar. Moi, c'est pas comment écrit. Et eux qui me montrent que comment écrit, c'est Radin. Oui, c'est R-A-D-I-N. Oui. Et pour le fils, c'est Gadin. Oui. Ça, c'est ma patronne Gadin. Je deviens à propos. Elle fait sa manine. Complètement changé à tomber. Ça va bien. Et on donne le verre à le panna cotta dans quel verre? Dans petit, non? Ben, je pense qu'on va faire dans les petits. Hein. Oui, vous me donnez tout le verre? Oui, Mai. Oui, baby. je sais pas, non, ils sont combien? 18? 18? 18, mais on fait 20 quand même. Et bien, plus petit, après, c'est vraiment petit. Ah oui, non, c'est pas après, ça. Après, c'est. Oui. 6 fois 4, 24. Oui. Tu en auras assez? Ah oui. Pas assez. Je ne suis pas radine. Ah non, on va rester où là? Vous comprenez pas? Hein? C'est pas con, un de vos pères, c'est pas moi. Voilà, okay, la gélatine. Baby. Merci. Il y en a assez? Oui. Oh. Oui. Je vais faire que 100 grammes avec un litre de cam. Tất cả cái đồ Mai bỏ đi đây, chân với đầu kết tập đi. Ta bên nhau mãi mãi không xa. Đó là trong khi mà Mai đang yes sir. Laisse-moi qui fait baby. Gabin, il dit pas comme ça. Oh oui, mais je fais pas comme Gabin. Je compte Gabin. Đó, hai vợ chồng sếp cùng ăn ý nhau. Kêu nếu mà Mai làm không ngon thì em tự lo yes, nhé. Vợ sếp sợ Mai làm cái món panna cotta, món tráng miệng không ngon. Tại vì Mai làm không có giống con trai của bà. Đó, Mai ngâm cái phôi gelatin ở trong nước ấy, thì bà hỏi là Mai làm như vậy, Mai ok. Trong khi chờ đợi món gà Mai ủ, Mai sát muối mấy phút để đợi đó, thì bây giờ Mai làm món panna cotta. Món này thì cực kỳ dễ làm. Je parle aux anges sept et ça tout dans ma tête. Angite. Comme Radine. C'est enregistré ça. Oui. C'était la recette la plus simple du monde. Oh oui, la recette la plus simple du monde. Tu mets que de la crème? Yes.
C'est pas bon la prochaine fois, c'est vous qui faites. On verra ce qu'ils font. Vợ chồng sếp cứ lo lắng ấy, là Mai không có làm được món này, nhưng Mai làm món này từ lâu rồi. Và cả sếp với vợ cùng hỏi Mai là chứ không có cái công thức à? Mai bảo không, công thức ở hết trong đầu Mai rồi. À, món này thì cực kỳ dễ. 2 lít sữa. Que l'autre fois, eh ben c'est comme ça que ça a raté la mienne. Ah yes, mais c'est not my. Cái món panna cotta thì cực kỳ dễ, ai cũng làm thành công. Chỉ đơn giản là 2 lít sữa, 200 g đường. Đó, Mai đã cân đo đong đếm. Yes. Mai nhắc lại, 2 lít sữa, 200 g đường. Một cái ba tông vani hoặc hai cái ba tông vani tùy theo. Nếu mà mình sang chảnh thì mình ăn hai cái, còn nếu không thì mình cho một cái thôi. Cái vani Mai cắt là làm đôi, sau đó là Mai sẽ lấy bột vani ra đấy, thì Mai cho cả cái ba tông này vào. Tất cả mọi thứ mình cho vào nồi đó. Bây giờ thì Mai sẽ ngoáy đều lên trước khi cho lên bếp nấu. Gà quay ấy thì cực kỳ là dễ làm, nó dễ làm hơn cái món gà nấu kem nhiều đó. Mai chỉ cần có cắt gà xong rồi là sát muối đó, cắt gà sát muối xong rồi là rửa sạch đi đó, xong đó là Mai cho tất cả nguyên liệu như là tỏi đó, cho vào bụng nó, tỏi này, mỗi một cái bụng một cái lá laurier, rất là đơn giản, nó rất là thơm, và một ít cái tam đó. Đó, Mai cho vào bụng nó. Đây là cái món mà cực kỳ dễ làm, ai làm cũng có thể thành công đó. Sau đó là mình cho bột nêm, mình sát vào da con gà đó, giống như kiểu là mình ướp ấy. Sau khi sát này mình ủ lửa tiếng thôi, là mình cho vào lò nướng cực kỳ đơn giản đó. Thì có một cái là người Pháp họ thích ăn mềm, lên mỗi một con gà nhá, thì Mai thường thường ướp với một viên cần o này đó, một viên bột nêm. Thì người Pháp họ rất thích ăn mềm, nên là gà Mai chỉ nướng ở nhiệt độ 160 độ C đó, tùy theo gà to gà nhỏ nhé. Thì khi mà mình thấy nướng 160 độ C đấy, cái gà nó gần vàng rồi đó, thì mình sẽ trở gà lại, sau đó là mình cho tăng 180 độ C. Khi nào một con gà nó vàng đều ấy là được, tại vì là mình đã nướng ở 160 độ C thì nó không có cháy được đó. Thì gà nó rất là chín mềm, rất là ngon. Nhất là Mai làm cho khách ấy, thì Mai lại càng phải làm nướng ở nhiệt độ lửa nhỏ đấy, vì mình không có phục vụ ngay, mà mình để tối mới phục vụ và cả để hôm sau mới phục vụ, nên con gà nó sẽ bị, sau khi nướng xong ấy thì con gà nó sẽ bị khô lại đó. Vì nó bị khô lại đó thì mình lại phải làm cái sốt của nó để mình dưới lên gà, đó là để mình phục vụ khách thôi. Còn nếu đó mà mọi người làm cái món gà quay như này đó, là chỉ cần ướp như thế này đó, nướng xong ấy là có thể ra bàn ăn nóng hổi mà cực kỳ ngon. Và cuối cùng ấy là Mai cho tiêu vào. Đó, Mai cho một lần tiêu phủ kín con gà như này. Sau khi ướp gà đó, Mai chỉ cho dầu ô liu một chút vào như này đó. Mai không có dùng bơ. Sau đó là Mai cho một ít nước vào đó. Bao giờ Mai cho ít nước vào để cho nó không cháy gà đó, nó không bị khô quá. Và ngày mai Mai cũng làm sốt luôn. Còn nếu mà ai đó mà ăn cho gia đình ấy, thì đó cũng là cái sốt để mình ăn gà hết cả. Mai nướng ở nhiệt độ 160 độ C
rất từ từ. Sau đó Mai thấy nó vàng đều ngon thì Mai sẽ cho 180 độ C để cho nó vàng đều con gà là được. Làm hôm nay là cực kỳ dễ. Và rất nhiều lần nữa có nhiều cô chú anh chị và các bạn hỏi Mai thì hôm nay tiện Mai làm, Mai sẽ chia sẻ lại cho cô chú anh chị và các bạn. Món panna cotta của Mai đã xong. Bây giờ thì Mai chỉ có việc ra ly thôi. Mai xếp ly nó vào luôn á, để làm sao mà mình chia nó đều nhau ấy, nó không có ly nhiều ly ít. Cái này rất là quan trọng khi mà mình phục vụ khách á. Khách này ngồi lên mặt khách kia mà thấy cái ly của người kia nhiều hơn ly của mình ấy, nó sẽ không hay. 21 ly panna cotta của Mai đã xong. Mai chia sao cho nó đều đến giọt cuối cùng thôi. Đó, quý nhất là cái này đó, từng giọt vani. Rồi đó, bây giờ món panna cotta đó Mai đã làm xong. Gà đấy thì đang nướng ở trong lò, bây giờ thì Mai gọt khoai tây. Đó, làm bếp thì bao giờ mình cũng làm thời gian chết á. Khi mà gà đang nướng ở trong lò đấy thì mình không cứ đứng chờ mà mình phải làm việc khác. Mai gọt khoai tây. Làm món này đó, khoai tây nấu kem đó, thì cái công thức món khoai tây nấu kem thì Mai đã chia sẻ rồi. Nhưng mà đây là họ làm khác nhé, làm không có giống Mai làm, có nghĩa là cho kem trực tiếp vào khoai tây và nướng ở trong lò luôn, chứ không có nấu khoai tây với kem trước như của Mai. Nhưng mà nấu như vậy thì sẽ tốn kem hơn. Đó, khi mà mình cho khoai tây ấy, trực tiếp vào khay ấy, và kem ấy, thì lúc đó là chỉ sẽ tốn kem hơn là Mai nấu ở nồi trước. Đó, ở nhà hàng thì họ sẽ làm như của Mai. Đó thì sẽ ít kem hơn và khoai tây sẽ mềm. Đó, còn khi mình ăn ấy, thì mình sẽ làm theo công thức như này đó. Thì mình sẽ nhàn hơn nhiều vì nó tự nướng ở trong lò đó, và khoai tây nó cũng quánh ngon, cũng nhiều kem nữa. Khoai tây thì bao giờ đó họ cũng gọt xong, xong bắt đầu họ ngâm vào nước ấy, để cho cái nhựa khoai tây nó ra, để khi mà mình nấu đó, nó sẽ không bị dính nhiều xuống cái nồi hay là xuống cái khay. Khi mà thái xong đó, họ vẫn phải rửa lại, rửa hết cái nhựa đi đấy cả nhà. Khoai tây này to, dễ gọt, nhanh lắm. Đó, Mai đã gọt xong 2 thùng khoai tây. Công nhận là làm món gà quay rất là nhàn nhé, chứ nếu mà làm món gà nấu kem ấy, là giờ này đó Mai đã phải luộc khoai tây, đang làm kép, làm mogi, làm sốt, không nghĩ là chạy loạn lên đấy. Mà thật sự khi mà làm món gà gà quay đấy rất là nhàn, coi như mình lợi bao nhiêu thời gian, có nghĩa là Mai làm rất là nhàn đó, mà tiền thì vẫn bằng nhau nhé. Mai Mai làm cái menu này ấy, 50 ơ thì cái menu làm gà lúc kem ấy, nó chỉ có 55 ơ thôi, thêm có 5 ơ thôi, nhưng mình nhàn bao nhiêu. Và vì mình làm cái món gà lúc kem ấy là mình phải làm thêm cái nấm mugi nó mắc, vì vậy mà mới phải tính thêm 5 ơ. Chứ nếu mà làm theo kiểu gà quay này là cực kỳ nhàn, thật sự là Mai có thể làm được cho 50 khách rất là đơn giản. Rửa gà, cắt gà, ướp gà thì nó tự nướng tự quay. Khoai tây gọt xong á, cho vào thái mỏng ra, cho vào khay với kem cũng tự nướng. Nói chung là rất rất là nhàn. Mai làm cho 50 khách cũng rất đơn giản. Nói chung là hy vọng là rất có nhiều khách
ăn món gà quay để cho Mai đỡ phải mất công 3-4 tiếng chuẩn bị làm, có nghĩa là kín thời gian luôn đấy chứ không phải là có thời gian đứng nói chuyện này đâu. Thật sự là bây giờ là Mai xong rồi đó. Mai cái này thì chút nữa thì vợ xếp làm cho Mai, tại vì là cái lò mình đang có làm á, thì khi Mai quay xong gà là Mai về thôi. Còn đâu là Mai ấy, Mai mới tới cắt gà ra cho nó thành thành khoanh theo ý mình ấy, thành cái mẫu khuôn cho ý mình ấy. Là Mai làm sốt, là Mai làm lóng gà để trước khi đó, xong là còn cái bộ xương gà đó, khi mà Mai cắt gà ra thành miếng để mình phục vụ ấy, thì còn cái bộ xương gà đó là Mai sẽ làm một chút sốt, lấy một cái xương ấy, Mai sẽ làm cái súp pochimagong để làm cái món khai vị, cái món lapenichip cho khách. Và sau đó là cái bộ xương gà thì Mai sẽ làm sốt, làm sao để cho sốt nó rất là ngon để Mai rưới lên cái món gà quay đấy. Ok, bây giờ thì Mai sẽ cho hai cái thùng khoai tây này vào chamofort có nhà lạnh ấy, để bảo đảm an toàn. Ok, ok, gà đã xong. Tách tách tách. Wow, ngon vàng luôn. Wow. Ok, buổi làm việc của Mai đã xong. Món gà quay Mai đã làm xong rồi. Và món này thì rất đơn giản và rất là dễ làm, ai cũng có thể làm thành công. Chỉ có mỗi cái kỹ thuật quay làm sao mà để cho gà nó mềm và nó không bị khô thôi. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.